Hello các bạn ha, có rất là nhiều bạn hỏi Thiện là cách biên tập chỉnh sửa video trên điện thoại như thế nào. Ok, trong video này Thiện sẽ hướng dẫn bạn cách biên tập chỉnh sửa video một cách chuyên nghiệp nhất bằng chính cái điện thoại smartphone các bạn nha. Ok, let's go. Rồi thì để mà các bạn biên tập chỉnh sửa video trên điện thoại á, thì đầu tiên đó là các bạn cần phải có video. Bạn cần đi quay video thô nha. Video thô nghĩa là video chưa chỉnh sửa. Thì ví dụ Thiện có cái video thô như thế này. Đây, video này. Đó, cái video này là cái video thô này. Thì chút nữa Thiện chỉnh sửa video là được không? Thì đầu tiên mình có video trước đã. Các bạn quay video bằng điện thoại nha. Lý do là ở trên điện thoại người ta chủ yếu là người ta sử dụng bằng cái màn hình đứng các bạn, kiểu đứng á. Cho nên khi bạn quay điện thoại cũng là quay kiểu đứng như thế này. Được không? Quay đứng nha. Rồi đó là bước đầu tiên. Bước đầu tiên có video thô. Bước thứ hai đó là các bạn cần phải có cái phần mềm, một ứng dụng phần mềm để các bạn biên tập chỉnh sửa cắt ghép video ở trên điện thoại nha. Thì phần mềm đó là mang tên CapCut các bạn, CapCut nha. Cái biểu tượng ứng dụng phần mềm đó nó ở bên dưới cái biểu tượng Messenger đó các bạn, bạn thấy không? CapCut đấy. Thì các bạn có thể lên là App Store nếu như các bạn xài điện thoại iPhone. Còn nếu như các bạn xài những cái hệ điều hành Android thì các bạn có thể lên là CH Play để các bạn tải cái phần mềm CapCut này về nha. Phần mềm hoàn toàn miễn phí đó các bạn. Rồi sau khi tải về bạn mở lên nè. Đấy, khi mở lên các bạn bấm vào dấu cộng để bạn chọn dự án mới nha, để bạn tiến hành chỉnh sửa video. Rồi ở đây các bạn sẽ tìm đến cái video bạn cần chỉnh sửa nha. Thì ví dụ video này. Đó, bấm mở lên. Rồi thì bây giờ nó vô như thế này rồi, muốn chỉnh sửa bấm ở đây, bấm cái dấu tam giác để cho nó chạy các bạn. Đó. Thì video này có nhiều chỗ mình cần cắt ghép chỉnh sửa các bạn nha. Thì mình sẽ cho nó chạy đến chỗ nào mình cần cắt thì thôi nè. Hello các bạn, mình là Hòa, hiện mình là CEO and Founder bất động sản Đất Vàng tại Phú Mỹ Hưng quận 7. Thì bạn đợi xíu nha, hình như là mình muốn cắt cái khúc này các bạn. Hello các bạn. Rồi, mình chỉ muốn cắt ở chỗ khúc là hello thôi. Hello các bạn. Tại mình muốn tính tạo cái video là short các bạn nha. Mình đăng lên trên TikTok và đăng trên YouTube. Thì những video short ngắn á, thì nó chỉ dưới 1 phút các bạn nha, dưới 1 phút. Cho nên mình sẽ cắt cái đoạn video lại. Thì ở đây mình cũng cắt cái đoạn video ngay tại điểm này. Bạn nhấp vô dưới này, đó, nhấp vô thanh này. Tự động những công cụ nó hiện lên bên dưới. Nó chữ tách, nó chữ tốc độ, nó chữ hiệu ứng, phong cách gì đó. Bạn muốn tách thì bạn bấm dưới tách này. Tự động nó cắt cái đoạn video ra làm hai chúng ta, video đầu, video cuối, bạn thấy không? Thì video đầu này thì muốn xóa, thì bấm vào video đầu này, thì bấm giúp xóa ở đây. Xóa ở bên dưới góc phải các bạn, bấm xóa. Thì ngay tức đoạn đầu bị cắt đi. Bây giờ nó ấm play đây nè. Hello các bạn. Đó, mình là Hòa. Nó chỉ còn câu là hello các bạn thôi. Hello các bạn. Đó. Mình là Hòa, hiện mình là CEO and Founder bất động sản đó. Bây giờ mình sẽ lay tiếp để tới cái đoạn nào mình cần cắt, tiếp bạn nha. Tại Phú Mỹ Hưng quận 7. Thì trước đó mình biết đến anh Thiện thông qua anh mình giới thiệu. Ngay sau đó thì mình đã đăng ký khóa học SEO Web và chạy quảng cáo Google AdWords tại Vua Web Digi. Thì nhờ giảng viên giảng dạy rất là dễ hiểu, truyền tải kiến thức rất là thực chiến cùng với đội ngũ hỗ trợ rất nhiệt tình từ Vua Web Digi, mà chỉ ngay sau một thời gian khá ngắn học tại đây, mình đã SEO Web lên top Google với khá nhiều từ khóa. Hiện tại thì mình đã biết cách setup quảng cáo, biết cách lên chiến dịch, tự chạy chuyển đổi, chống click cặp, cũng như là tự chạy quảng cáo cho chính doanh nghiệp của mình. Hiện tại thì số lượng khách hàng đổ về doanh nghiệp mình khá đông mỗi ngày. Thông qua đây mình gửi lời biết ơn sâu sắc đến anh Thiện và tập thể Vua Web Digi. Mình video còn dài bạn nha, nhưng mình muốn cắt tới đoạn này thôi. Tại vì video short ngắn hiện tại 50 giây các bạn thấy không? 50 giây rồi. Mà video này tới 1 phút 24 giây là mình phải cắt tới cái đoạn nào ngắn lại. Nếu bạn đang có nhu cầu tới đoạn cảm ơn thôi. Đây. Sâu sắc đến anh Thiện và tập thể Vua Web Digi. Rồi. Okay. Tới đoạn này mình muốn cắt, nhấp lại tiếp, bấm tấm tiếp. Đoạn cuối mình bỏ đó các bạn. Mình bấm vô cái đoạn cuối, bấm xóa. Như đã xong đoạn cuối bạn nha. Rồi bạn để ý nè. Khi mà tự động xóa nó có cái đoạn khắp khách ở phía cuối nè, bạn xóa đoạn video luôn nha. Bấm xóa luôn. Đó. Giờ đây lại. Hello các bạn. Đấy. Mình là Như vậy chúng ta đã có được cái video mà chúng ta muốn rồi nha. Cái video chúng ta muốn rồi. Còn các bạn muốn cắt cái đoạn giữa này bạn bỏ thôi, tương tự vậy thôi nha. Ví dụ nhấp đây tách cái này. Thì bỏ đoạn giữa này. Đó, nhấp đây cái nữa, Thiện tách này. Thì Thiện hoàn toàn có thể bấm đây, Thiện xóa lòng giữa nha. Đó. Rồi bây giờ muốn quay lại thao tác trước đó bấm đây. bấm đây các bạn, đó bấm đây nè, bấm đây cái nữa đó, nó mấy cái biểu tượng mà nó uốn éo các bạn cong cong lên nè, nó biểu tượng trước đó đó đấy. Hello các bạn, mình là Hòa. Bây giờ cái video này thì muốn là cái video này nó phóng to lên một chút. Hiện tại cái màn hình nó dài và nó rất là nhỏ nên không to lên gì các bạn. Đấy, mình kéo xuống như vậy. Đó, ok không? Đấy, các bạn có thể để là cái chỗ nào bạn muốn nha. Mình muốn để làm sao cho nó vừa cái khung chữ các bạn nha. Đó. Ok, mình thử mình play thử. Hello các bạn, mình là Hòa, hiện mình là CEO and Founder bất động sản Đất Vàng tại Phú Mỹ Hưng, quận 7. Thì cũng khá ok mấy các bạn. Mình vuốt lên phía cuối xem nó có bị khuất chữ gì trong video không. Biên. Nó có mấy cái dòng chữ trong video rồi các bạn. Thực chiến cùng với đội ngũ hỗ trợ rất nhiệt tình. Đấy, không khuất gì cả. Ok. Rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ thêm cái lớp phủ các bạn nha. Các bạn thấy nè, cái video mình dưới này tự nhiên có quảng cáo là bẻ khớp ngón tay gì đó. Nó kỳ kỳ. Mình muốn là phủ cái lớp khuất cái đầu chữ đi. Mình bấm vào kéo về trên đầu tiên nè, kéo lại đầu tiên nó. Rồi bạn sẽ bấm vào chữ lớp phủ đây. Bạn thấy không? Có chữ lớp phủ bấm vào. Thì bấm vào dấu cộng thêm lớp phủ nè. Rồi ở đây nó cho bạn thêm lớp phủ video, thêm lớp phủ hình ảnh, thêm lớp phủ ảnh động nè, tùm lum hết trơn nè. Bạn chọn hình ảnh đi. Đấy thì chọn hình ảnh này. Thêm vào thì nắm kéo nha, trên bàn phím này, bạn thấy không, trên màn hình này thì nắm kéo đây, kéo che cái đoạn chữ đây, nhưng mà che không hết thì nắm đè cho nó to lên luôn nha. Đó, kéo qua đó, như vậy là nó hết cái màn hình đó, ok không? Rồi đây cái thanh như này nè bạn, thanh đỏ đỏ vàng vàng mình mới hình mới chèn vào đó thì nó rất là ngắn hơn so với thời lượng video. Thì chạy hết khúc này thì nó lại ra ngón tay nữa đó. Thì bây giờ mình muốn kéo nó dài ra, nhấp vô đây, kéo dài ra các bạn nha, kéo cho nó dài luôn, đè kéo qua nha. Đó, tới hết video thôi. Ok, như vậy là xong. Như vậy là mình mắc cái đoạn chữ đúng không các bạn? Tiếp theo là mình muốn thêm cái đoạn test, tức là bây giờ mình thêm cái thông điệp gì đó truyền tải đến khách hàng của mình hay là cái người xem. Hello các bạn, thì mình thêm như thế nào? Đấy, quay đây mình lại thêm dấu cộng văn bản đây, văn bản thấy không, nó kế cái chỉnh sửa âm thanh văn bản cái dòng cuối cùng ở dưới nha. Bấm chữ văn bản này nó hiện lên, bấm vào thêm chữ nè, nó mình nhập chữ đây là học marketing nè, học marketing đây. Rồi xong rồi mình bấm cái check ở đây cho nó vào, nó trên này nó màu trắng các bạn nha, nó kéo xuống như này nè. Nó mà cái phông chữ rất là xấu nha, tại phông chữ nó lỗi lum như này. Giờ mình bấm vô đây mình chỉnh phông chữ lên nè, bấm đây chỉnh sửa lại nha các bạn nha. Rồi bạn quay qua tách phong cách nè, phông chữ chứ. Đó, hiện tại phông chữ gì bạn chọn phông chữ tạp chí, diễn viên, thuyền nhỏ, nếp gấp, nhưng thông thường mình chọn cái tạp chí nha, vì nó dễ đọc, bạn thấy không, nó dễ đọc không, nó không có bị lỗi phông chữ. Đấy, tiếp theo qua cái phong cách thì thông thường mình thích cái màu vàng, nhấp vào chữ màu vàng nó ra màu vàng đẹp các bạn. Tiếp theo là nó hơi nhỏ, mình sẽ nắm kéo này cho to lên bằng nha to. Rồi như vậy mình kéo to về mình ok các bạn nha. Đấy, thấy cũng đẹp đẹp rồi. Rồi bây giờ cái thời lượng nó cũng rất là ngắn luôn nha. Nếu chạy tới đây là hết nè. CEO and Founder bất động sản. Chạy tới đây là hết nè. Hiện mình là CEO and Founder. Mình muốn kéo tới cuối cùng của video, tiếp tục dạng đè đây, kéo tiếp luôn nha. Đó. Rồi. Nhưng nó hơi quắt hơn mà. Đó, tới đây thôi. Rồi. Con làm. Hello các bạn. Rồi tiếp theo mình muốn thêm cái logo cho video này, cái logo luôn nha, để cho nó chuyên nghiệp. Thì mình lại tiếp tục mình kéo ra đầu tiên nha, cái đầu tiên các bạn. Rồi mình bấm. Mà hiện tại nó ra ngoài này nó không phải những cái tùy chọn nó cho mình thêm vào, thì mình bấm ra ngoài đây cho nó ra ngoài đầu luôn, cái nữa cho ra ngoài luôn. Nó giờ thấy lớp phủ rồi, bấm cái lớp phủ nè, thì muốn thêm cái lớp phủ cái hình logo nha, bấm vô đây nè, cái hình ảnh đây này thì chuẩn bị cái hình ảnh logo sẵn nha. Hình ảnh logo này là cái hình ảnh mà nó không có nền các bạn nha, bấm thêm vào để nó không nền các nha. Đó, không nền thì cho nên là con chèn ở đâu nó cũng không có bị khuất, mình thấy không. Giờ thì muốn cho dưới này ok chưa, mà cho nó nhỏ một tí thì như vậy cho người ta xem được hết các bạn nha, hết được cái logo mình, thông điệp mình. Rồi ở trên đầu tiên các bạn, trên đầu tiên của cái chữ 1080 đó, bạn thấy nó hơi đen thui không, thì mình muốn thêm cái lớp phủ ở phía đó nữa. À mình quên, mình kéo dài cái logo ra các bạn nha, kéo dài logo này cho tới cuối video luôn đó, ok. Rồi tiếp theo là ở trong đầu mình lại thêm lớp phủ tiếp bạn nha. Bạn đây ngoài quay ngoài nè, bấm cái cộng thêm lớp phủ này. Bây giờ mình muốn thêm cái hình ảnh đỏ đỏ đó để mình khuất cái đoạn đầu đi, nó kéo lên đây móng bự coi nha, bằng đè hai ngón tay, bằng đè hai ngón tay bằng kéo nó ra đó, ok chưa? Rồi như vậy là người ta đâu có thấy được cái đen đen trên nữa. Vì đen đen trên mình có thể là viết cái dòng chữ đó bạn nha. Ví dụ thì muốn thêm cái đoạn tép đi, đây mình quay ra ngoài bấm vào dòng bảng tiếp, Thiện lại bấm vô thêm chữ đấy, rồi Thiện lại bấm ở trên đây là Thiện bấm cái cảm nhận học viên nè, Thiện sẽ bấm đây cảm nhận học viên đấy. Ok, tiếp theo thì bây giờ Thiện chỉnh tới phông chữ các bạn nha, chỗ phông chữ nhấp vào phông chữ này mình chọn tạp chí nè đó, và phong cấp mình là thích màu vàng, chọn màu vàng đấy. Bạn thấy cảm nhận học viên ok chưa? Nhưng giờ nó hơi, mình muốn cho nhỏ một tí, mình sẽ kéo nó nhỏ luôn nha, đè hai ngón tay luôn nha, đè hai ngón tay đó. Cảm nhận học viên đó. Bạn đè hai ngón tay vô cái chữ luôn nha, thì bạn sẽ nhỏ lại nè. Hoặc là bạn có thể nó bự quá bạn không đè được thì bây giờ bạn nhấp vô đây, bạn nhập một cái cho nó xuống dòng đấy, như vậy. Rồi bạn nhỏ lại, đè nhỏ lại, ok không? Khi nó nhỏ lại rồi thì bạn có thể là muốn lên dòng lại, bạn nhấp ở đây, bạn xóa một cái cho lên dòng lại, nó nhỏ lại không ạ? Nắm kéo lên trên luôn nha. Cảm nhận học viên mình thích chiếc này một xíu đây, mình muốn cho nó thích chiếc này một xíu. Đấy, kéo nó, ok không? Rồi, mình thấy đẹp rồi các bạn. Bây giờ mình kéo cái này ra cho nó dài tới hết video luôn. Đó, ok không? Đó, khi các bạn chỉnh sửa tất cả các yếu tố này rồi, bạn có thể bấm play lại cho xem nha. Hello các bạn, mình là Hòa, hiện mình là CEO and founder. Thế ok, ngon lành rồi thì ở đây mình thấy một cái chữ, thấy không? Đây nè, tự nhiên cái đoạn này nó lại lên nữa, chứng tỏ là cái lớp phủ mà lúc nãy mình chưa kéo dài ra, mình quên kéo lớp phủ rồi. Thì bây giờ mình lại làm lại các bạn nha. Bạn quay ra ngoài nè, phần lớp phủ nè, lớp phủ bên dưới thì ok rồi, phủ này cũng ok rồi, còn cái lớp phủ nữa. Cái lớp phủ ở bên trên. Đây, lớp phủ bên trên đây bạn nha. Hiện tại bên trên rất là ngắn nè bạn. Đó, bạn nhấp vô bên trên tự động nó ra lớp phủ bên trên nha. Đó, bạn nắm kéo dài ra, kéo dài cho hết video nha. Hồi nãy chúng ta kéo chưa hết đó. Rồi ta quay lại này, chỗ cảm nhận học viên chúng ta kéo lên trên luôn nha, chữ này nè. Khi mình chỉnh lớp phủ là bạn quay ngoài mới kéo được cái thằng chữ này nha. Đó, bạn nhấp vào thằng chữ này, quay ngoài luôn, nhấp vào thằng chữ này. Chữ đâu rồi? Đấy, bạn có thể chỉnh vô phần văn bản cũng được, bạn bấm văn bản này đó, nó sẽ hiện ra mấy cái chữ này, bạn nhấp vô đây, bạn kéo lên, ok không? Đó, ngon lành. Mình bấm play lại nha. Hello các bạn, mình là Hòa, hiện mình là CEO and founder bất động sản các bạn tại Phú Mỹ Hưng quận 7. Thì trước đó rồi, mình biết. Rồi bây giờ có một số bạn hỏi là bây giờ mình muốn thêm âm thanh từ lòng âm thanh vào như thế nào, thì cũng tương tự như vậy đây bạn nha. Có tách âm thanh này, mình thấy không? Âm thanh nhấp vào. Rồi bạn có thể thêm hiệu ứng nè, thêm âm thanh nè, đó. Âm thanh ở đây nó có thể bằng cái kiếm đây nha. Kiếm âm thanh nào đó mình muốn nha. Đó. Còn này mình không muốn thêm âm thanh này thôi, mình không thêm đâu. Như vậy là có nghĩa là mình sẽ ok đó các bạn, mình muốn xuất ra. Thì bây giờ mình chỉnh là cái chất lượng của video này nha. Ở trên này nó 1080 là chất lượng này cũng là Full HD rồi, nhưng mình muốn chất lượng cao hơn. Bấm vào đây. Độ phân giải của nó hiện tại là nó có 2K 4K, bằng phân giải cao nhất với mình, 2K 4K nha. Tại vì những video TikTok hay là YouTube Shorts nó rất là thích những cái chất lượng cao. Được không ạ? Bạn phân giải lên như vậy, bạn kéo này tỷ lệ khung hình lên 60 luôn. Đấy. Rồi cái HDR thông minh bạn cứ mở lên. Rồi ok. Cuối cùng thì bạn đã chỉnh hết rồi thì bạn bấm vào cái dấu mũi tên ở góc trên bên phải nha, bấm đây để cho nó rendering cái video, nó xuất cái video chúng ta ra. Đây bạn thấy không? Nó đang xuất được 5%, 6% rồi đấy. Thì mình tạm thời mình ngừng video đây nha. Khi nào nó xuất xong thì mình sẽ mở video lên cho bạn xem. Tại vì thời gian render video nó cũng khá là lâu. Rồi như vậy nó đã render cái video thành công rồi nha. Bấm đã xong nè. Thì bây giờ mình thấy vào cái phần bộ sưu tập. Đây, sưu tập hình ảnh video mình á. Bạn đi xem nha. Cái video đâu rồi, video này. Đó, mình mở cho bạn xem này. Hello các bạn. Mình là Hòa, hiện mình là CEO and founder bất động sản Đất Vàng tại Phú Mỹ Hưng quận 7. Thì trước đó mình biết đến anh Thiện thông qua anh mình giới thiệu. Ngay sau đó thì mình đã đăng ký khóa học SEO Web và chạy quảng cáo Google AdWords tại Vua Web Digi. Thì nhờ giảng viên giảng dạy rất là dễ hiểu, truyền tải kiến thức rất là thực chiến cùng với đội ngũ hỗ trợ rất nhiệt tình. Đây các bạn, cái video rất là chuyên nghiệp các bạn nha, rất là đẹp luôn. Bạn thấy không? Đó, với video này thì bạn hoàn toàn có thể là đăng lên TikTok Shorts, đăng lên YouTube Shorts hay là đăng lên Facebook Reel, thậm chí là chạy quảng cáo luôn nha. Đấy, quá tuyệt vời, video quá đẹp. Chúc bạn tạo được cho mình những video cực kỳ chuyên nghiệp trên chính cái điện thoại smartphone các bạn nha. Nếu như bạn thấy cái video hướng dẫn cách tạo, biên tập và chỉnh sửa video trên điện thoại này hay á, hãy cho Thiện một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ Thiện nha. Bye bye các bạn.